Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp cái sinh tơ chữa nha các bạn. Cặp cái sinh tơ chữa. Đây, con cái sinh tơ chữa đầu tiên nè các bạn. Con này cao 1m27 bo. Chữa 5 tháng rưỡi các bạn, chữa 5 tháng rưỡi. Chân móng nó hoàn thiện các bạn, rúng nè, rúng dài yếm dày nè các bạn, mẫu bo đẹp nha các bạn. Mẫu bò đẹp cao 1m27 bò các bạn. Chữa 5 tháng rưỡi. Chữa xin 5 tháng rưỡi nha các bạn. Lưng đôi nè. Đó, cậy đuôi chà bá luôn. Qua đen khui. Đó. Bốn vú đều nè các bạn. Rúng dài yếm dày nè các bạn thấy không? Mẫu bò đẹp các bạn. Mẫu bò đẹp. Con này thì chủ báo giá là 40 triệu nha các bạn. 40 triệu. Xin tơ nha các bạn. Xin tơ mẫu này nuôi lên tàn độ các bạn. Không lan, không giá, không đốm chỗ nào các bạn. Đó, rúng nè các bạn thấy không? Rúng yếm đâu là nghiêm chỉnh hết các bạn. Lưng đôi nè, đòn dài nè. Đó, sái mặt, sái lưng là chính sái hết các bạn. Chính sái hết. Giá 40 triệu các bạn. Chữa 5 tháng rưỡi xin các bạn. Chữa 5 tháng rưỡi xin. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Các bạn thấy không? Cái qua chà bá luôn các bạn. Cậy đuôi lớn nha các bạn. Cậy lui bè dừa các bạn. Rúng dài yếm dày nè các bạn thấy không? Chân móng sò các bạn, chân móng sò lưng đôi. Giá 40 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Bò này nằm ở Đức Hòa, Long An các bạn. Đây con sinh tơ thứ hai nè các bạn. Con này cao đúng 1m3 bò luôn các bạn. Đúng 1m3 bò luôn, rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh nè các bạn. Sái mặt, sái lưng đồ là nghiêm chỉnh hết. Chân móng sò. Rúng nè. Rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh các bạn không? Chân móng sò nè. Con này chữa 6 tháng các bạn. Chữa 6 tháng cao đúng 1m3 bò các bạn. Cậy đuôi chà bá luôn các bạn thấy không? Qua đen khui, cậy đuôi lớn. Con này thì chữa xin 6 tháng các bạn. Gác nọc xin 6 tháng, cao 1m3 bò. Mẫu bò đẹp các bạn. Đó, lưng đôi, sải mặt sải lưng là chính sái. Đòn dài, đuôi dài. Giá 42 triệu các bạn, giá 42 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình của chú bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Chừng móng rồi các bạn không? Rúng yếm luôn. Cậy đuôi chà bá luôn các bạn. Ở ngoài nó bự lắm nha các bạn. Ở ngoài rất là to bò nha các bạn. Đỏ ao, không lan, không đốm chỗ nào nha các bạn. Không lan, không đốm chỗ nào các bạn. Hai con này con nào cũng gác nọc xin hết các bạn. Hai con này con nào cũng gác nọc xin hết. Con này gác nọc xin được 6 tháng các bạn. Giá 42 triệu, cao 1m3 bò. Rúng yếm đâu là nghiêm chỉnh các bạn. Qua đen, cậy đuôi lớn. Đỏ ao các bạn, đỏ ao à. Hai con này nó đồng đồng nha các bạn, tốt bò. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại con chú mặt bạn chủ báo giá là 42 triệu các bạn, cao 1m3 bò.